Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy phát điện của xe Hino. Điện áp là 24V, nguồn ra là 45A. Với cái dòng Hino này thì cái mã trên động cơ của nó thì sẽ là W04D. Dòng Hino ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em, đây là dòng máy phát có đuôi bơm đây ạ. Và buli của nó là chạy một rãnh bản B. Dòng sản phẩm với 3 chân bắt, 2 chân dưới và 1 chân trên đây ạ. Máy được kết nối với nhau bằng hai thân, thân đầu và thân đuôi. Thân đuôi thì sẽ bao gồm liền cả cái bơm dầu của nó đấy ạ. Đây, anh em có thể nhìn đấy. Đấy. Đây, đây chính là cái máy phát của nó. Đây, từ đây anh em có thể nhìn này, cái vỉ diốt phía trong của nó này. Đây là hàng liên doanh cao cấp. Riêng với những cái dòng sản phẩm và hàng liên doanh thì bên em cố gắng lựa chọn và tìm hiểu cung cấp ra thị trường cái dòng chất lượng nhất, tối ưu nhất. Đấy, đây là cái phần giác điện của nó. Hino này nó cũng có một bản đời cao nữa, trong một cái video cũng khá là lâu rồi em đã giới thiệu tới anh em là một đời, nó là đời không dùng bơm dầu đấy ạ. Đấy là chính là bản đời cao. Và cái công suất của nó thì cũng lớn hơn. Nó 24V và 8VA cơ, gần như là gấp đôi A của cái dòng Hino này. Đó. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của Hino. Điện áp 24V và 45A. Mã động cơ là W04D. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video kế tiếp. Em xin chào.